Mến chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngọc Tiền Cuộc Sống Hàn Quốc. Hôm nay Bếp Nhà Tiền sẽ làm món bả đậu hũ kho kim chì với thịt bò. Thành phần nguyên liệu: 150g kim chì, 100g thịt bò, bả đậu hũ 50g, tỏi 1 muỗng cà phê, nước 300ml, 1 củ khoai tây, 50g tàu hũ, 1/4 bầu và nửa củ hành. Mình cho vào đây 1 muỗng nước mắm nha. 10cc bột nêm thịt, 30cc bột ớt Hàn Quốc. Quậy cho gia vị hòa tan với nước là được nhé. Cho vào một chút gừng. Bắt chảo lên cho chảo vừa ấm thôi, mình cho dầu mè vào. Lửa vô riêu thôi, dầu mè quá là sẽ áp nó khét nha. Áp lửa nó sẽ bị khét. Mình xào từ từ rồi mình cho thịt bò vào nhé. Thịt bò mình xào cho thịt bò săn lại. Tiếp theo mình sẽ cho khoai tây vào. Mình nấu cho nó chín nha. Pha rồi nha. Mình cho luôn nước gia vị vào đây luôn. Kế tiếp mình sẽ cho kim chì vào luôn nha cả nhà. Kim chì mình cho nguyên bẹ vào luôn. Mình để đây nấu khoảng 15 phút nha. Hai trăm ml nước với 50g bả đậu hũ nha, và mình quậy cho nó tan ra. Đậu hũ vào nha, cho chính giữa. Mình trộn cho nó bả đậu hũ nó chín. Hũ vào luôn là 1 lít nước là vừa nha. Hơi ăn hơi lỏng lỏng. Phải có nước hơi lỏng lỏng mới ngon. Có đặc quá thì nó không ngon. Tổng cộng là khoảng 1 lít nước nha cả nhà. Mình cho vào 10ml nước đường trái mận. Nửa muỗng muối nha, nửa muỗng muối hột. Mình đậy nắp lại nha, cho nó chín bả đậu hũ. Thêm vào đây 10cc bột ngọt nha. Giờ mình cho tàu hũ vào nha. Rồi, vậy là xong bữa sáng của mình nha. Món bả đậu hũ kho kim chì với thịt bò đã hoàn thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, xin hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và nhớ like, đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp.